ngày 28 tháng 10, công an phường 7 quận Gò Vấp lập hồ sơ lấy lời khai với anh DCB, 31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vụ việc một tài xế ô tô điều khiển phương tiện bỏ chạy, khiến cửa xe đập vào mặt một cán bộ công an. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip và hình ảnh về việc một tài xế ô tô không hợp tác, điều khiển phương tiện bỏ chạy, khiến cửa xe đập vào mặt một cán bộ công an làm chiến sĩ choáng váng, ôm mặt Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 trên đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Theo anh B, lúc này đang chạy xe máy chở vợ theo hướng về đường Phạm Văn Đồng. Khi xe đến gần giao lộ với đường Nguyễn Oanh thì xảy ra va chạm với ô tô loại 4 chỗ, biển số Bình Dương, khiến hai vợ chồng ngã xuống đường, xây sát. Sau va chạm, chiếc ô tô không dừng lại mà tiếp tục chạy. Người đi đường chứng kiến nên đã truy đuổi theo khoảng 500 mét thì chặn lại được anh b cũng chạy tới và gọi báo cho công an để xử lý tuy nhiên khi có công an tới thì tài xế vẫn ngồi trên ghế lái bất hợp tác khi cán bộ công an tới yêu cầu tài xế xuống xe để làm việc thì người này bất ngờ nhấn ga bỏ chạy hướng về đường phạm văn đồng do bất ngờ cánh cửa xe ô tô đã đập mạnh vào mặt cán bộ công an khiến người này choáng váng ôm mặt sau vụ việc hai vợ chồng nạn nhân vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe rất may người vợ chỉ bị chảy xước ngoài da trao đổi với phóng viên anh b cho biết trưa nay vẫn đang làm việc với công an phường 7 để cung cấp thông tin bằng chứng liên quan. Hiện, công an quận Gò Vấp đang phối hợp trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ việc điều tra và truy xét. Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, xử lý gian đe, nhưng thời gian qua, tình trạng các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông, khi bị phát hiện vi phạm luật giao thông đường bộ, vẫn diễn ra với tính chất côn đồ, manh động. Những hành vi chống đối không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người thi hành công vụ, mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Qua những vụ việc điển hình nêu trên, cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng ma men ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh, thậm chí là quyết chống đối đến cùng. Các đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ để ngăn chặn việc xử lý, mà đôi khi còn chủ động khiêu khích tấn công lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, hành vi phạm tội thường rất côn đồ, hung hãn. Coi thường pháp luật, đáng lưu ý, một số người dân thanh thiếu niên có thái độ thiếu tôn trọng, chống đối, có trường hợp các đối tượng vừa chống đối vừa lôi kéo người khác cùng tham gia, vừa tìm cách làm mất uy tín của lực lượng thi hành công vụ. Theo lãnh đạo của cảnh sát giao thông, tình trạng chống người thi hành công vụ nguyên nhân do một bộ phận người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, bị các đối tượng xấu lôi kéo, nhiều thanh niên do không được gia đình, nhà trường và xã hội quản lý, giáo dục tốt, nên khi vi phạm bị xử lý thì thường có thái độ bất hợp tác, chống đối. Do quy định của pháp luật đối với tội phạm chống người thi hành công vụ chưa nghiêm còn nhiều kẽ hở để các đối tượng phạm tội lợi dụng. Theo đó, để xử lý nghiêm các trường hợp nhất là các ma men vi phạm, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tập trung vào thành phố lớn, các khu công nghiệp, du lịch, nơi có nhiều khả năng người dân vi phạm. Trong đó, chỉ đạo thực hiện quyết liệt về việc kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không được giải quyết bất cứ trường hợp nào can thiệp xin bỏ qua lỗi vi phạm ngoài việc xử phạt theo quy định của pháp luật sẽ thông báo về cơ quan đơn vị các trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm sử dụng rượu bia rồi vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để xử lý theo quy định kỷ luật công chức viên chức tại nơi làm việc xong lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an cho rằng nếu không giải quyết được gốc rễ của vấn đề là ý thức của người điều khiển phương tiện thì việc cảnh sát giao thông gia quân dù quyết liệt tới đâu cũng chỉ mang tính sát xuất giải quyết được phần ngọn do đó rất cần các ngành chức năng và chính quyền các cấp gia đình nhà trường và xã hội cùng phối hợp vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên Đồng thời, nhắc nhở cán bộ đảng viên, công chức viên chức, công nhân viên và những người dân khi điều khiển xe phải chấp hành nghiêm túc pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm nồng độ cồn, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực tiến tới hình ảnh thói quen xây dựng văn hóa đa uống rượu bia không lái xe. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường tuyên truyền các quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, dán logo, đã uống rượu bia thì không lái xe trên các phương tiện cơ giới, mô tô, xe máy của toàn thể cán bộ nhân viên làm việc tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các nơi công cộng, trạm chờ xe buýt và chiếu video tuyên truyền về phòng chống tác hại rượu bia, mức xử phạt, khuyến cáo tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia trên các màn hình lớn của các tuyến đường đông dân cư. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và lên án mạnh mẽ hành vi chống người thi hành công vụ, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao ý thức phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ giúp đỡ lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề gây dấu trật tự trên địa bàn, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định trật tự chính trị xã hội không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ công an, nhân dân nói riêng và những người thực thi hành công vụ. Theo luật sư Lê Thị Hương, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, công ty luật hợp danh Slide chi nhánh Hải Phòng, hành vi của lái xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, có hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông là vi phạm về chống người thi hành công vụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại đến hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hành vi chống người thi hành công vụ giao thông có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực tấn công, đánh đập, gây thương tích, chửi bới, lăng mạ xúc phạm, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm, kích động, xối dục người khác, cố ý làm hư hỏng, phá hủy phương tiện, trang bị thiết bị của lực lượng cảnh sát giao thông tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 208-2013 NDCP đã quy định hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao về mức phạt đối với hành vi cản trở người thi hành công vụ, xử phạt vi phạm hành chính căn cứ tại Điều 21 Nghị định số 144-2021-NDCP, quy định về hành vi cản trở chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ phạt tiền từ 1 đến 4 triệu đồng đối với hành vi môi giới giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây, cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật, có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ, tổ chức, xúi dụng, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ, gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ, đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ. Ngoài ra, đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều 21 Nghị định số 144, 2021 NDCB ngoài phạt tiền còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm. Này là buộc xin lỗi công khai. Đối với truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chống người thi hành công vụ giao thông được quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự 2018 cụ thể như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, dùng thủ đoạn khác hoặc cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của mình hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hành vi như khoản 1, nếu gây thương tích hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người thi hành công vụ thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Hành vi như khoản 1, nếu gây chết người hoặc gây thương tích nặng cho người thi hành công vụ thì bị phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm. Về hành vi cản trở người thi hành công vụ gây thương tích, bị xử lý như thế nào? Luật sư Lê Thị Hương cho biết, trường hợp gây thương tích với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân được quy định tại điểm K khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, nếu gây thương tích cho người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của người nạn nhân thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác. Theo đó, mức phạt đối với hành vi chống người thi hành công vụ gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017. Mức phạt cao nhất có thể lên tới 25 tù hoặc tù trung thân. Để phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ giao thông, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hành vi chống người thi hành công vụ, có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm. Cùng với đó, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong thực thi nhiệm vụ.